Kính chào bà con, cảm ơn bà con mỗi ngày đồng hành bản tin kinh tế nông nghiệp tại phát thanh truyền hình Hậu Giang. Trong không gian quen thuộc này, Xuân Hiền cũng như là Huỳnh Như tiếp tục chia sẻ với bà con nhiều thông tin hữu ích về giá nông sản biến động và tiếp tục câu chuyện cơ hội đón sóng từ hiệp định EVFTA của nông sản Việt. Trước đó, nông sản của nước ta đã đi trời Âu, nông dân chuẩn bị như thế nào? Mở đầu là phần điểm tin chính. Vào mùa mưa, cá trồng dồi dào, giá tại chợ giảm nhẹ. Nhìn giống con gián, mùi như bọ xít, giá loài côn trùng này lên tới cả 5 triệu đồng một ký. Mưa dầm, ảnh hưởng thu hoạch lúa của nông dân, bù lại giá gạo xuất khẩu tăng thêm 15 đô la Mỹ. Tìm hiểu một giống nhãn ở Hưng Yên, người dân nói là ngon nhất, có tiền cũng khó mua. Hình như là cứ vào mỗi độ mùa mưa thì cũng là mùa sinh sản của cá đồng. Mùa này thì nông dân đánh bắt nhiều hơn mùa nắng. Cá đồng dồi dào cho nên là giá có giảm nhẹ tại các chợ. Huỳnh Như cũng như là bà con nào thích ăn cá đồng thì hãy tranh thủ mua về làm mẻ kho hay là nấu canh chua cho bữa cơm gia đình. Cá đồng thì ai cũng thích ăn hết bởi vì thịt nó thơm ngon hơn so với cá nuôi. Mà Xuân Hiền nói là giá có giảm nhẹ thì cũng ở mức là đối với những gia đình kha khá thì mới dám mua về thôi. Sau những ngày mưa lớn kéo dài, nguồn cá đồng đổ về nhiều nên chợ Vị Thanh nhộn nhịp hơn. Giá cả các mặt hàng này giảm so với trước mà số lượng lại dồi dào phong phú, do đó sức mua tăng mạnh. Bày bán nhiều nhất là cá chốt với giá chỉ từ 30.000 đến 50.000 đồng một ký tùy kích cỡ. Cá bóng có giá từ 100 đến 120.000 đồng một ký, giảm 10.000 đồng một ký so với tuần trước. Cá sặc làm sẵn 70.000 đồng một ký. Tép có giá 100.000 đồng một ký, lương đồng từ 140.000 đến 150.000 đồng một ký. Riêng cá lóc đồng và cá trê vàng ngày thường có giá khá cao, nhưng mấy ngày nay giảm từ 10 đến 15.000 đồng một ký, về mức 90 đến 140.000 đồng một ký. Trái ngược với cá đồng đang giảm giá, nghêu thương phẩm tại vùng nuôi chuyên canh nằm ở ven biển của Gò Công Đông của tỉnh Tiền Giang, giá hải sản này đang tăng mạnh. Diện tích nuôi nghêu ở đây là khoảng 2.200 hectare, người nuôi đang có lời khá. Cụ thể, giá tầm 26.000 đồng một ký tùy kích cỡ, tăng 5.000 đồng một ký so với cùng kỳ. Với giá này thì mỗi hectare, nông dân thu được từ 370 đến 400 triệu đồng. Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, giá nghêu thương phẩm tăng mạnh do nhu cầu của thị trường lớn, nhưng mà nguồn cung thì hạn chế. Tình hình dịch bệnh khiến một số diện tích nghêu nuôi bị thiệt hại lớn, do vậy sản lượng thu hoạch không cao. Từ đầu năm đến nay, toàn vùng chỉ thu hoạch được khoảng 8.000 tấn, giảm hơn 3.000 tấn so với cùng kỳ năm trước. Huyện phấn đấu năm nay đạt sản lượng khoảng 20.000 tấn phục vụ tiêu dùng và chế biến xuất khẩu. Thưa bà con, trong rất nhiều đặc sản từ loài côn trùng thì cà cú là con vật nuôi có giá trị dinh dưỡng và giá trị kinh tế cao. Mới con nhỏ bằng hai đốt ngón tay trỏ của chúng ta thôi, thân mỏng dẹt như là con gián mà giá bán tới 50.000 đồng một con. Một ký thì dao động từ 80 đến 100 con, tính ra là giá tầm 5 triệu đồng. Nhiều người thì cũng chưa hiểu và biết nhiều về con cà cú. Nó như là một loài sống ở trong nước hoặc là nửa nước nửa cạn. Như là trong ruộng lúa thì cũng hơi giật mình vì giá bán quá là cao. Chúng có nhiều tên gọi như là cà cuốn hay là lông sắt, đà đú. Chúng mang trong mình nhiều tinh dầu quý hiếm. Ở con đực, cơ thể có chứa tinh dầu trong đôi tuyến đặc biệt nằm ở khoang bụng dưới phía đuôi. Chất tinh dầu này không độc, có vị cay, mùi thơm ngát, thường được dùng làm gia vị trong bữa ăn của người Việt Nam ta, nhất là ở nông thôn trong mùa gặt hái. Trở thành đặc sản nên một số cửa hàng bán cà cuốn ở Hà Nội bán khá chạy. Con đực còn sống nguyên con có giá bán 50.000 đồng một con. Như vậy, mỗi ký loại côn trùng này có giá lên tới 5 triệu đồng. Trung bình một ngày bán được từ 150 đến 200 con, tùy vào nguồn hàng nhiều hay ít. Hiện nay cà cuốn nhập từ Campuchia, Lào và một số khu vực miền Nam nước ta. Bên cạnh cà cuốn nguyên con thì trên thị trường còn có đặc sản từ cà cuốn như nước mắm cà cuốn nguyên con, ngâm 10 con đực, 500.000 đồng một chai. Tinh dầu cà cuốn 300.000 đồng một lọ, rượu cà cuốn 1.250.000 đồng một bình 2 lít. Dù khá mắc nhưng côn trùng này được khá nhiều người ưa chuộng.
Có nhiều món ăn từ cà cuốn trứ danh từ nhiều năm nay như là món bánh cuốn cà cuốn ở Hà Nội. Nước mắm bánh cuốn ở đây thì không thể thiếu cà cuốn nguyên con hoặc là tinh dầu của cà cuốn. Dạ, đúng như vậy. Và người ta ăn quen với cà cuốn thì chia sẻ là nó có vị đặc trưng. Mới đầu ăn thì chưa quen, có mùi hăng, nồng như là mùi bọ xích. Nhưng mà khi ăn quen thì lại thấy thơm nhẹ nhẹ như là mùi dầu chuối. Sau khi chứng lại, giá lúa gạo tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã bắt đầu tăng trở lại từ 100 đến 200 đồng một ký. Do vụ hè thu đã cơ bản thu hoạch xong, nguồn cung thấp. Mấy hôm nay thì thời tiết mưa nhiều cho nên là nguồn gạo nguyên liệu về ít cũng khiến cho giá cả tăng nhẹ. Một nguyên nhân nữa là do tình hình dịch Covid-19 quay trở lại khiến thị trường gạo nội địa nóng lên khi nhiều doanh nghiệp và các cửa hàng bắt đầu thu mua để trữ hàng, cũng khiến cho giá lúa gạo liên tục tăng cao. Cùng với đó là giá gạo xuất khẩu có chiều hướng hồi phục. Cụ thể, lúa tươi các giống OM tăng 100 đồng một ký lên mức 5.800 đồng một ký, Jasmine ở mức 6.100 đồng một ký, lúa IR504 ở mức 5.700 đồng một ký. Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu IR504 và OM5451 tiếp tục tăng so với cuối tuần trước. Trên thị trường thế giới, giá gạo Việt Nam đã bắt đầu hồi phục. Gạo 5% tấm đang ở mức 463 đến 467 đô la Mỹ một tấn, tăng 15 đô la Mỹ một tấn so với trước đó mấy ngày. Hiện các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long đã tập trung tăng diện tích lúa thu đông để đón thời cơ giá thị trường đang tốt, tình hình thời tiết, nguồn nước dự báo thuận lợi. Giữa tháng 7, vùng đồng bằng sông Cửu Long đã xuống giống được 215.600 ha. Hiện nay lúa ở giai đoạn mạ để nhánh đến làm đồng, sinh trưởng và phát triển khá. Hiện nay nông dân có lúa hè thu cuối vụ, chuẩn bị thu hoạch và lúa thu đông đang xuống giống sẽ khá là nhọc nhằn. Phóng viên chúng tôi vừa ghi nhận tại xã Long Bình, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, nông dân sắp bước vào vụ thu hoạch, gặp mưa quá lớn làm cho lúa sập, các lúa bị ngập nước. Không chỉ tốn tiền thuê nhân công mà chất lượng của lúa cũng bị giảm đi, giá bán vì thế sẽ thấp đi vài trăm đồng một ký. Ba công lúa OM18 của gia đình ông Quách Hoàng Long ở xã Long Bình, thị xã Long Mỹ, lúa bị sập ngập trong nước như thế này. Ông rất trầu vì vụ này khó kiếm lời. Ảnh hưởng nếu mà cắt tay của mông là rồi lỗ luôn, không có đường lợi luôn. Bây giờ cắt tay không có dân cắt, rồi máy suốt không có suốt rồi làm sao vậy? Rồi bây giờ nó đổ ngã chân, không biết sao nếu mà cho dịch ăn cái khổ nữa. Tuy nhận tiền cọc của cò lúa với giá bán là 5.300 đồng một ký giống OM18, nhưng giờ nếu bán thì thấp hơn khoảng 300 đồng một ký. Lúa sập và bị ngập sâu trong nước, máy cắt chỉ thu hoạch được khoảng 50% lúa. Tin từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, đến thời điểm này, toàn tỉnh Hậu Giang có hơn 13.000 hecta lúa hè thu chưa thu hoạch, trong đó có hơn 710 hecta đổ ngã. Lúa thu đông bị ngập úng hơn 1.600 hecta. Chúng tôi rất chia sẻ với nông dân thu hoạch lúa ngay mùa mưa bão. Thời tiết thì không ai đoán được, hy vọng là giá lúa ở mức cao để phần nào bù lỗ cho những diện tích không may cắt vào thời điểm này. Nhãn là một trong những loại cây xuất khẩu, không có kén đất, cho nên là trồng được ở nhiều vùng miền. Tuy vậy, mỗi vùng miền thì có một giống đặc trưng. Hưng Yên là tỉnh có nhiều giống nhãn ngon, được quy hoạch vùng trồng xuất khẩu. Sản lượng nhãn toàn tỉnh lên tới 50.000 tấn một năm. Song thì người nông dân trồng nhãn Hưng Yên tiết lộ là nhãn đường phèn, loại nhãn ngon nhất tại tỉnh này, dù có tiền cũng khó mà có thể mua, bởi vì giá không những đắt đỏ mà còn siêu hiếm. Chúng tôi được biết đây là loại nhãn tiếng vua ở thời xưa, không phải ở đâu cũng có thể có mà bán, mặc dù là giá cao ngất, thì nó vẫn được rất nhiều người tìm mua mỗi khi vào mùa. Tại Hưng Yên hiện nay trồng hàng chục giống nhãn khác nhau, trong đó có các loại nhãn trái nhỏ, vị ngọt sắc. Cũng có loại nhãn khổng lồ, trái to như trứng gà so, cùi dày, ăn giòn ngọt. Giá các loại nhãn lồng Hưng Yên năm nay được mùa, nên giá bán thấp hơn năm ngoái. Chỉ dao động từ 20 đến 50.000 đồng một ký tùy loại. Riêng nhãn đường phèn ngon nhất hiếm, trái nhỏ, vỏ có màu da hồng, cùi dày có vân, màu hơi vàng, vỏ mỏng, hạt đen, độ đường rất cao.
Khi ăn sẽ thấy thơm, giòn, nhãn ngọt như vị đường phèn. Nhãn này không phải đem ra chợ bán như các giống khác vì có bao nhiêu được khách hàng bao mua hết. Giá bán của nó từ 80.000 đến 100.000 đồng một ký. So với các giống khác, nhãn này khó đậu trái do phụ thuộc thời tiết nên nông dân không mặn mà dù giá có cao. Theo khảo sát của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hưng Yên, diện tích toàn tỉnh khoảng trên 4.500 hectare nhãn, trong đó có khoảng gần 3.600 hectare cho thu hoạch. Nhãn đường phèn chỉ chiếm 1% trong tổng diện tích nhãn toàn tỉnh, do đó mặt hàng này gần như là không có bán ở chợ. Vì vậy, có tiền thì khách hàng cũng chưa chắc là có thể mua được để mà thưởng thức là bởi lý do này. Mấy hôm nay thì chúng tôi liên tục đưa tin về cơ hội đón sóng Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU, EVFTA của nông sản Việt. Nhiều mặt hàng như là gạo, thủy sản, cà phê, rồi cacao sẽ được miễn giảm thuế về 0%, không bị đánh thuế, đồng nghĩa là doanh nghiệp sẽ có lời nếu mà đưa hàng vào thị trường châu Âu, chinh phục người tiêu dùng ở các nước này thành công. Hiện nay thì các địa phương ở những vùng trọng điểm xuất khẩu rất là tự tin đón đầu cơ hội từ EVFTA có hiệu lực từ 1 tháng 8 vừa rồi. Đây là những vùng nào? Mời bà con xem cụ thể hơn trong phóng sự sau đây. Đây là một trong số 5 vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn Global Gap tại tỉnh Tiền Giang. Vùng trồng này đã được cấp mã số đạt tiêu chuẩn đáp ứng được các yêu cầu khắt khe nhất của thị trường EU, Mỹ và Nhật Bản. Đại diện doanh nghiệp cho biết, ban đầu người dân còn e ngại do quy trình sản xuất nghiêm ngặt, đồng thời chịu sự giám sát chặt chẽ từ cán bộ kỹ thuật. Tuy nhiên, khi nhận ra hiệu quả từ việc xuất khẩu nông sản đến thị trường khó tính, hầu hết nông dân đã thay đổi tư duy sản xuất. Thì nó sẽ khác hơn với cái vùng trồng mà đại trà của những hộ bán xuất cho Trung Quốc hồi trước. Cái vùng của mình ở làm phân lông sạch, mình thì phải hạn chế thuốc và với lại phân cũng vậy, hạn chế mọi mặt hết. Các địa phương cũng đã sẵn sàng đón cơ hội tích cực từ Hiệp định EVFTA. Những vựa trái cây lớn như Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Sóc Trăng đã có sự chuẩn bị từ 5-10 năm trước để hình thành hàng chục ngàn hecta diện tích đạt chuẩn như ngày hôm nay. Châu Âu và Mỹ là hai cái tiêu chuẩn cao gắt nhất thế giới mà hàng của Sóc Trăng đã vào được rồi, thì những cái mà tiềm năng còn lại đây mình đang xây dựng đây thì nó sẽ nối gót lên đi theo. EU là thị trường có hàng rào kỹ thuật khắt khe nhất, đặc biệt đối với nông sản thực phẩm. Nhưng thực tế những năm qua, nông sản Việt Nam hoàn toàn có thể vượt qua được thách thức để vào thị trường EU. Theo thống kê, trong ASEAN, Việt Nam là nước xuất khẩu hàng hóa lớn nhất sang EU. Tuy vậy, hàng hóa của Việt Nam sang thị trường này chỉ chiếm khoảng 2% tổng nhập khẩu của EU. Nhìn thực tế, nước ta đã xuất khẩu nông sản hơn 40 tỷ đô la Mỹ đi 192 thị trường. Chúng ta có những ngành hàng làm được đạt yêu cầu đối với những đối tác khó tính. Do đó mà chiến thắng thị trường EU là hoàn toàn có thể. Đón sóng cũng là phép thử và là cơ hội nâng chất cho nông sản. Vì vậy đòi hỏi quy trình sản xuất phải theo chuỗi liên kết, không mạnh ai nấy làm. Thông tin này đã kết thúc bản tin Kinh tế Nông nghiệp ngày hôm nay. Hẹn gặp lại bà con trong bản tin ngày mai. Chuyện kể rằng có hai anh em nhà kia, cha mẹ mất sớm, người anh tham lam chiếm hết nhà cửa ruộng vườn, chỉ chia cho người em một túp lều nhỏ và một mảnh ruộng. Mình mới về. Anh chị hai chỉ chia cho vợ chồng chúng ta mảnh đất nhỏ xíu bằng tấm chiếu manh này, lấy gì vợ chồng mình sống đây? Mảnh đất này tuy nhỏ nhưng mà ta có thể trồng lúa. Chỉ cần vợ chồng ta chăm chỉ, đợi đến mùa gặt ta có thể ra chợ đổi lấy thịt với cá thì chúng ta có thể sống tốt rồi. Anh tin ông trời sẽ không phụ lòng chúng ta. Mình ơi, con gì kìa? Chim ơi, vợ chồng ta chỉ có mỗi mảnh lúa này. Năm nay thất mùa, lúa lép lên lép xuống, mi còn ăn nữa, lấy gì vợ chồng ta sống đây? Đúng, đúng rồi, đừng ăn nữa chim ơi. Ta là chim thần, ta rất uy tín và lịch sự. Ta ăn ta trả chứ có ăn chùa đâu mà la làng. Thôi, ta no rồi, theo ta trả vàng cho. Trả là trả làm sao chim?
ăn một bông lúa, trả một cục vàng, mài túi ba gai, mang theo mà đứng. Thôi, thôi em sợ lắm. Sao cậu không nhanh lên, ta có bắt đi luôn đâu mà sợ. Dù sao nhà mình cũng nghèo rất mùng tơi, có gì đâu mà sợ. Và ở nhà đi, để anh đi với chim. Thôi, mình đừng đi. Để anh đi đi. Thôi mà. Để anh đi đi mà. Nè, mình đi đi. Sao ngươi nói chở ta đi lấy vàng, mà đi nửa ngày rồi, lại quay lại chỗ cũ vậy? Ha ha, ta chở ngươi đi chơi thôi chứ có vàng đâu mà trả. Vậy mà nói là uy tín lịch sự, ăn rồi trả, ta nghi lắm mà. Đùa thôi chứ tới nơi rồi nè. Đây là đại lý tắm nhỏ gần nhà ta mà. Thì nhà của ổng chứ ai. Hả? Ông Tám ơi, mau đem hàng ta đã đặt ra đây. Đây đây đây, đây là hai chai hép vàng, hàng mà chim đã đặt đây. Ủa, sao lại là hai chai hép, không phải là vàng sao? Cái này còn quý hơn cả vàng, người nông dân hiền lành của ta. Đôi tay ta làm nên tất cả, chỉ cần chăm chỉ và chọn đúng thuốc thì chắc chắn sẽ có vàng trong tay. À, ta hiểu rồi, ta đổi ơn chim. Rồi anh có muốn đổi sữa luôn hay không? Bởi vì hai khoen nắp hép vàng sẽ đổi được một hộp sữa Aristo. Ta tặng hép thôi, còn sữa ta lấy. Vì lần trước qua Singapore còn chưa được thưởng thức hương vị sữa ở đây. Cảm ơn hép. Cảm ơn ADC. ADC mang đến sự tốt lành.